Tối qua, ít nhất 146 người đã thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương sau khi xảy ra một vụ giẫm đạp tại khu vực Itaewon, nổi tiếng ở trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Vụ việc xảy ra ở thời điểm đang có hàng ngàn người tham gia các hoạt động giải trí nhân dịp lễ hội Halloween. Một số nguồn tin cho biết, vụ giẫm đạp bắt nguồn từ một đám đông xô đẩy trong ngõ hẹp gần nơi tổ chức lễ hội Halloween ở một khách sạn. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường với hơn 140 xe cứu hỏa. Những vị y tế cũng phải tiến hành hồi sức tiêm phổi cho hàng chục người có triệu chứng ngưng tim. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chỉ thị điều động nhiều đội y tế tới hiện trường, đồng thời chủ trì hai cuộc họp khẩn liên quan tới vụ giảm đạp. Thủ tướng Han Dae-su cũng yêu cầu cơ quan chức năng cố gắng hết sức giảm thiểu tối đa thiệt hại. Trong khi đó, thị trưởng Seoul Oh Se-hoon hiện đang trong chuyến công du châu Âu đã hủy bỏ lịch trình và trở về nước. Hiện nguyên nhân của vụ giảm đạp vẫn đang được điều tra làm rõ.